Anh em sẵn sàng chưa nào? Năm ký kênh ủng hộ Si Kẹo nhá. Yeah. Đây, không câu sở của anh em nữa. Hello anh em. Và mình là Si Kẹo đây. Ngày hôm nay rất là vui khi mà chúng ta có một cây súng mới AK-47 dòng xanh, thể luôn xịn vãi được trưởng. Yeah. Nào, chúng ta biến hề. Ui. Đúng rồi. Vào xem đi những người anh em. Khoe đồ tí anh em ạ. Đó. Hôm nay thì nói chung không ạ, tôi phải bằng mọi giá làm sao để từ kiếm được cây AK đã anh em. Và hiện tại thì mình đang test trong chế độ đấu thường thôi, để xem nào, kiếm cây AK xịn xịn cái để test xem là bắn mạnh như nào nào. Thế bảo là anh em YouTuber đồn rồi là mấy anh em fan mình bảo là anh ơi AK-47 dòng xanh mạnh vãi trưởng. Thế thôi. Nói thật chứ kẹo gì có tiền mua. Đấy, được ông chú bên Garena tặng. Đấy, hay không. Thế là chúng ta có một cây AK-47 dòng xanh nhá. Nào, từ từ anh em, nhưng mà khổ lắm. Hôm nay tôi chỉ đi kiếm mỗi cây AK-47 dòng xanh thôi. Nhưng mà thì méo nào, kiểu tìm méo ra cơ. Nhờn vãi anh em. Thôi. Anh em hãy theo chân Sĩ Kẹo nhá, để xem chúng ta kiếm cây AK-47 dòng xanh bây giờ kiếm ở đâu đây, khổ vãi. Kiếm ở đâu. Thật tôi cũng chả biết nữa. Bây giờ anh em chỉ tôi đi. Final tại XM8. Nhưng cái lúc mà kiểu tôi cần AK thì nó lại méo ra ấy. Mà cái lúc mà mình không cần thì xuất hiện nhiều vãi. Méo hiểu. Cuộc đời bất công, thế nên là cộng lông thì nó lại không bao giờ thẳng cả, đúng không? Đây này. Nhưng mà méo có. Toàn là dăm ba cái đồ kiểu máu rồi là túi cứu thương các kiểu nhiều vãi. Nhưng mà quên mất một điều, đấy là hiện tại thì kẹo gì có ba lô đâu. Đào méo ra ba lô để mà đựng. Khổ vậy. Trời ơi. Bây giờ mình kiếm được cây AK-47 dòng xanh đây. Khổ vãi. Và ngày hôm nay chúng ta đến với cái hành trình là đây, có ba lô rồi. Thì chúng ta sẽ cùng xem như nào ấy. Mà ai nhắn tin vậy, quần què. Đang làm video cho anh em để nghe quả tinh. Méo hiểu ai nhắn tin nhưng mà thôi kệ. Ui bọn, đứng. Cái gì ấy, người ta có làm gì đâu. Méo hiểu sao, kiểu thằng nào ở dưới nó đã bắn tôi anh em. Trời ơi, tôi là một con người kiểu, con người tôi có cầm súng đâu. Thế mà không hiểu sao mấy ông vẫn ngồi bắn tôi được. AK đâu rồi? Không có AK thôi à? Ở bên này. Cái méo gì bây giờ làm nào kiếm được AK ta? Khổ vãi trưởng à. Cuối cùng thì tôi cũng đã tìm được tình yêu của cuộc đời mình. Nhưng mà lộn, đây. Chúng ta tìm được một cây AK. Tất nhiên là trang bị cái skin AK dòng xanh vào thì ui, mau xịn vãi. Thế luôn. Không phải kiểu tôi PR cho cái súng đâu, nhưng mà nó đẹp thật, nó ngon thật. Kiểu mà anh em ạ, YouTuber ai cũng dùng thế à, thôi. Bản thân không có tiền nên là thôi tôi đành phải nhờ ông chú bên Garena tặng. Đấy, tôi có ông chú làm bên Garena mà anh em thì kinh khủng không? Nói trêu rồi thôi. Không, anh em lại bảo là anh ơi, anh bảo ông chú anh tặng luôn cả cho em nữa thì thôi, tôi đến chịu. Đấy. Nhưng mà sau khi kiếm được AK xong thì trận đấu của chúng ta chỉ còn lại có 9 người thôi. Bây giờ đi kiếm người anh em ạ. Mà kiếm được súng xong bây giờ phải đi kiếm người. Cái méo gì này. Nhưng mà thôi. Ok. Yeah, và anh em hãy theo chân kẹo nhá. Giật máy giật. Tôi dùng cái điện thoại ở Sida anh em ạ. Thỉnh thoảng game nó hơi giật xíu anh em thông cảm nhá. Chứ tôi cũng đâu có muốn nó giật đâu. Nhưng mà anh em ơi, bạn nào đang xem trên kênh của Sĩ Kẹo nhá, các bạn hãy nhấn nút like cũng như là chia sẻ video giúp mình lấy lại tương tác nhá. Kênh Sĩ Kẹo đợt này mất tương tác quá. Thế này cũng nói luôn với anh em, đấy là hiện tại thì mình mới làm một kênh mới tên là Sĩ Kẹo TV. Mọi người hãy qua ủng hộ nha. Yo, thank you. Các anh em có thấy cuộc sống khổ không? Chưa có súng thì phải đi kiếm skin súng nhá. Sau khi mà kiếm skin súng AK rồng xanh xong thì anh em lại phải đi kiếm kiếm súng AK trong game. Sau khi mà kiếm súng AK ở trong game xong thì anh em lại phải đi kiếm người để test, anh em thấy không? Làm video đâu có dễ dàng gì đâu. Yeah. Ồ, còn có 7 đứa đấy á. Méo hiểu. Đào đâu ra người bây giờ? Sau một hồi nhặt lá, đào ống bơ, tôi đã đi ăn xin ở khắp các đầu đường, xó chợ thì thấy là có một thanh niên ở đây. Mẹ mày, trốn đâu? Ui ôi, em ơi, trốn á. Ui, nó dựng món keo này nhìn này. Đủ anh đấy à? Này, AK dùng xanh. Ui, thôi, ăn nghỉ nhá.
an nghỉ nhá. Ôi rồi. Chả hiểu sao thanh niên này. Mình còn chưa kịp test AK rồng xanh nữa cơ mà. Ôi chia buồn với bạn nha. Mèo kiểu lâu chơi game hài hước vãi. Đây có cái bạn này xong bạn ấy ở trong cái bong keo xong bạn ấy tự sát luôn. Ôi. Ra anh em thấy không? Tôi chạy này tôi khoe súng là chính thôi chứ quan trọng gì dám ba việc chơi game lấy top 1 với sĩ nó là cái chuyện quá là điều bình thường đúng không? Yeah. Súng đẹp. Sĩ đâu? Anh em vào quay lấy một cây mà sai. Tôi nói thế thôi chứ anh em cũng nghèo như tôi mà. Tôi cũng hiểu tâm trạng của anh em. Thôi tôi chỉ khoe thôi nhá. Còn anh em thì tôi nghĩ là anh em xem tôi trải nghiệm được rồi. Mà quay phải nhà lag với gì nữa. 999 cộng còn không thể lút được đồ luôn. Phò vãi thôi. Dùng 4G anh em ạ. À, lý do tại sao mà kẹo không dùng 4G ấy, bởi vì là tiết kiệm năng lượng đi. Ôi trời, mày nó giật khổ vãi. Không phải tiết kiệm năng lượng mà là tiết kiệm cái dung lượng ấy. Đấy, để lúc nào ra ngoài còn dùng chứ anh em, chứ ở nhà thì có wifi nhưng mà wifi tôi thể nó phò vãi lìn ra. Wifi phò vãi lìn. Có một điều mà sĩ không bao giờ có thể lường trước được. Đấy. Sao? Yeah. Tôi không có giết mạng nào win luôn. Má game. Vãi. Oh my my god. Đây anh em, nãy là sĩ giỡn với anh em xíu thôi. Chứ nói thật test súng mà anh em vào cái chế độ đấu bình thường để anh em test súng thì mấy hiểu sao bao giờ có thể là test được cái súng cho anh em xem. Thế nên là khoe đồ cái đã. AK rồng xanh xịn không. Và bây giờ đây thì kẹo sẽ test trong chế độ tử chiến. Ô, có cảm bố phụ họa à? Nhưng mà ê, tôi phát hiện ra có một điều là hai đứa kia yêu nhau à? Thôi. Này nhá, chơi game cẩn thận đấy. Cái méo này gặp hai đứa yêu nhau. Thôi. Game này có khi là hỏng không ạ? Kiểu như là chúng nó yêu nhau xong chúng nó vào game chỉ có hôn hít nhau thôi ấy. Thôi bỏ mẹ rồi. Ơ đường. Cầm G18 này. Đây kẹo quẩy cho anh em xem này. Úi dồi ôi, G18 mạ vàng luôn. Mẹ mày nhỉ. Ủa, bắn vô đầu mà đang có 14 á. Vãi. Đây, từ. Kẹo qua đây xíu. Cái thằng quần xanh kia. Nào, ra đây em. Ui, mà bắn ghê vậy. Ô. Oh my god. Bắn ghê vậy. Giống hack vậy ta. Ok, chúng ta sẽ bình tĩnh lại một chút. À, sao mà giống hack thế nhỉ? Giống hack vãi. Thề luôn. Yeah, ok. Game 2 này tự sát đi rồi anh em ạ, chứ còn là chơi làm cái gì nữa. Tự khoe súng nốt trước khi mà tôi sẽ đi tự sát không ạ. Ơ, hai đứa kia, chúng mày lại yêu nhau, chúng mày ngồi góc đấy ạ. Tôi thề luôn. Kiểu số tớ đen vậy gì ra. Thế méo nào kiểu. What the f. Này, chúng mày yêu nhau ít thôi, bố mày đâu có người yêu đâu. Tao bảo không có người yêu rồi. Thôi, đây. Dẫu sao thì tôi vẫn có người chị em ngân tạ, chúng ta tự sát cùng nhau mà. Ok. Các bạn thấy game 1 chúng ta thua ấy, không có tiền. Thế nên là game 2 tự sát luôn đi cho nhanh. Rồi, sao? Xong rồi cuộc đời tôi. Nào, xem hai đứa yêu nhau nè. Đấy, chúng mày yêu nhau đi. Đấy, game mình không chơi. Ui, chúng mày còn làm gì đấy? Đúng rồi, bắn đi, hay lắm. Đúng rồi, bắn không trúng viên nào. Kìa, thằng quần xanh kìa, đấy. Ui, ốc chó men. Nào, bắn đi. Ui, gì đấy? Ờ, thật ra hỏng. Đúng rồi, bọn nhiều nhau vào chi hỏng game anh em ạ. Thôi. Ok. Không phải tôi cà khịa đâu, nhưng mà tôi không có người yêu. Các bạn phải hiểu tâm trạng của sĩ chứ. Sĩ là một người không có người yêu nên là anh em phải hiểu tâm trạng. Ok, mua cái giáp này. Yeah, chúng ta có AK rồng xanh rồi đấy. Ok, đây, kẹo test cho anh em xem này. Nào, này nhá, bọn kia. À, chúng nó cáu mình anh em ạ. Kiểu như là sao mình lại tự sát. Này nhá, yêu nhau ít thôi, bảo rồi. Yêu nhau ít thôi, nhớ chưa. Nhưng mà chúng nó vẫn ngồi đây, chúng nó thơm nhau anh em, chúng nó hôn hít nhau. Tôi thể luôn buồn vậy. Anh em thấy không? Buồn nhưng mà tôi vẫn nở nụ cười trên môi. Từ. Đấy, ôi, ngân tạ đúng như cái tên em ạ. Em tạ vãi gì này em ạ. Nhưng mà thôi, tôi lại thích chơi với những cô gái tạ. Cơ bản là những cô gái ấy sẽ không chê tôi bắn gà ấy. Nhưng mà cái méo gì đấy. Ui, hỏng, toang. Bình tĩnh đi. Rồi xong, hai đứa yêu nhau. Hai đứa yêu nhau, được vãi lìn. Yêu nhau đi. Này, ok, đấy, thấy chưa. Tôi là người không có người yêu nên là bắn nó phải khác chứ không. Ui, lên đường đi. Em ạ, mình bắn đi đâu nhỉ? rồi, ok. Không cứu đâu, ngồi đấy mà chết chung với nhau đây. Yeah, đổi thông hai mộ nhá. Tôi không có người yêu, ok. Ngồi đấy mà chết chung với nhau đi.
Nhưng mà sĩ không phải sĩ độc ác đâu, nhưng mà thôi, cái bọn có người yêu cho nó xứng đáng bị như thế mà. Ui, ơ anh kiểu như anh em có hiểu kiểu gì không? Đáng lẽ ra tôi đang định xuống cứu hai đứa kia rồi ấy, nhưng mà thôi bỏ mẹ rồi, thua 0-3 rồi. Vãi cả game này chơi gì. Ok, lại AK thôi anh em nhỉ, làm cái AK đấy, giáp mũ các kiểu vào. Ok, chúng ta để dành tiền mua bông keo, nhưng mà hình như là vẫn đang còn thừa tiền đúng không, vẫn đang còn thừa, chắc là khả năng mình sẽ mua thêm cây nấm anh em ạ. Phải mua thêm cây nấm thì kiểu chơi mới ngon được. Ok, đây nhấn hụt anh em ạ. Điện thoại cảm ứng chán quá nào. Yeah. Trốn đã anh em ạ. Mấy đứa kia là bắn tạ, tôi trốn vào đây đã. Thật ra có khi tôi còn tạ hơn cả mấy bạn ấy, nhưng mà tôi dọa trốn. Ê này nhá, bây giờ sĩ kẹo chơi game nghiêm túc này. Đúng rồi, nằm xuống. Được nào. Ơ cháu đừng nhắn tin, cháu đừng, mà cháu nhắn tin giật cả máy anh em, bỏ mẹ rồi. Thôi bật không làm phiền nhá. Mấy bạn fan nhắn tin thì thi thoảng này mình mới trả lời thôi, cơ bản mình lười vãi. Sĩ không có gì ngoài lười anh em ạ. Nhưng mà từ eo ơi, đồng đội của tôi bắn ngân tạ thì đai rồi, hai đứa kia yêu nhau lại chết chung với nhau. Phải cả game đấy thua à? Bình tĩnh. Đây. Sợ nha anh em, đây. Bắn đấy. Úi ạ. Từ. Ôi trời, bỏ mẹ nó chạy ra nó ăn tôi rồi. Này thằng kia, mày ra đây. Ra đây. À, toàn mấy thằng mặc quần đi biển à? À, chúng mày thích đi biển đúng không? Mùa thu rồi em ấy. Ê, được. Dựa bóng keo đã. Mày chết chắc rồi em ấy. Hình như còn một thằng sau ok đúng không? Nào. Ui. Bị ngu quá, để qua là kill kìa. Vai. Cái mèo. Hôm nay test súng cho anh em xem, mà test kiểu này thì hỏng rồi. Ok, chắc là hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo nha. Bye bye.